Chào bạn, chào mừng các bạn đến với series tập gym tại nhà mình. Thân dưới nói chung và cơ chân nói riêng đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Nó không chỉ hỗ trợ việc bạn đi lại hàng ngày mà còn đóng góp một lượng lớn cơ bắp, ảnh hưởng lớn đến độ thẩm mỹ cũng như sức mạnh của mọi người. Có một đôi chân khỏe mạnh và săn chắc là điều mà hầu hết mọi người đều hướng đến, không chỉ nam giới mà còn nữ giới cũng vậy, đặc biệt là đối với người tham gia tập thể hình, tham gia tập gym. Vì thế, việc tập thân dưới, cụ thể là chân mông đùi là điều vô cùng quan trọng đối với người đang mong muốn có một đôi chân khỏe mạnh và rắn chắc. Nhưng mà hầu hết chúng ta thường bỏ quên hay là không thích tập thân dưới, lúc nào cũng chỉ thích tập chân trên hoặc là chăm chăm tập chân trên mà không hề tập thân dưới. Điều này mình nghĩ hoàn toàn không nên. Đặc biệt đối với người tập luyện ở nhà không có đầy đủ dụng cụ hay máy móc đắt tiền như kiểu tập ở phòng gym, chỉ có vài cục tạ đơn hay cái ghế tập, vài cái bánh tạ thôi thì tập thân dưới, tập chân mông đùi như thế nào đây? Các bạn cứ yên tâm, dù các bạn tập ở đâu cũng vậy, việc bạn có một body đẹp hay là một sức khỏe tốt thì không phụ thuộc vào bạn có bao nhiêu dụng cụ đắt tiền hay là việc bạn phải đến phòng tập mỗi ngày, mà bạn hoàn toàn có thể tập được những thứ đó ở nhà. Bạn hoàn toàn có thể tập thân dưới, chân mông đùi ngay tại nhà với một vài trang thiết bị đơn giản như kiểu tạ đơn hoặc là ghế tập. Vậy nên trong video này mình sẽ tiếp tục gửi đến mọi người các bài tập liên quan đến nhóm cơ thân dưới, cụ thể là chân mông đùi ngay tại nhà với tạ đơn. Nếu như lần đầu bạn đến với kênh của mình, nhớ ấn like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Ok, giờ thì intro. Mình phải nhấn mạnh lại rằng các bạn đừng bỏ các buổi tập thân dưới, cụ thể là tập chân mông đùi của bạn. Cố gắng tập đầy đủ hết tất cả các nhóm cơ trên cơ thể của bạn và cố gắng tập theo lịch tập của bạn đã lên sẵn. Các bạn cứ hình dung là nếu như thân trên của bạn đẹp đúng không? To, khỏe, trông đô, trông tướng, ngon nghẻ, mà lem các thứ đúng không? Nhưng nếu bạn không tập thân dưới thì chân của bạn hay thân dưới của bạn nhìn như hai que tăm ấy. What the fuck? Thì lúc này trông chả khác nào củ khoai tây cắm hai cây tăm lại vậy. Mình toàn chê bạn mình hay những ông đi tập cùng mình ở phòng tập ngày trước ấy, thời sinh viên ấy, không tập chân là như thế. Trông kiểu thân trên này đẹp ấy, nhìn trông cũng ra gì đấy, nhưng mà nhìn xuống dưới chả thấy chân mông đùi đâu cả. Trông nhìn chối lắm, các bạn đừng lên như vậy. Ở đây chúng tôi không làm vậy. Vào các bài tập trước khi tập, mọi người phải nhớ khởi động thật kỹ nhé, nhớ các quy tắc về gồng cơ cũng như hít thở. Bài đầu tiên chúng ta sẽ tập Bulgarian Split Squat. Bài này sẽ tập tương tự như bài dumbbell lăng thôi, nhưng mà sẽ khó hơn một chút, đó là việc chúng ta phải giữ thăng bằng hơn. Nếu bạn chưa quen ấy, thì bạn cứ tập giữ thăng bằng khi tập với cả một chân ở bài này đi nhé. Một tip nhỏ để tập tốt bài này ấy, đó là bạn cứ tập giữ thăng bằng trước đi. Bình thường mà ngày ấy, bạn cứ đứng một chân một trước đi để cơ bản bạn quen việc bạn đứng một chân một, giữ thăng bằng tốt hơn. Ở bài này chúng ta sẽ đứng chân trước chân sau, một chân chúng ta đặt lên ghế, một chân các bạn đặt lên sàn nhà, nâng hạ người xuống để tập phần thân dưới, tập chân mông đùi của bạn. Khi tập bài này mọi người cố gắng là chân trước của mọi người không quá xa cơ thể, xa độ khoảng tầm 20-30 phân gì đấy thôi. Hướng sao cho mũi đầu gối của bạn luôn trùng với cả mũi chân của bạn nhé, không được lệch hướng. Khi tập mọi người cố gắng gồng chặt cơ đùi trước như cơ mông của bạn nhé. Bài này tác động sẽ rất nhiều vào phần cơ đùi trước như phần cơ mông của mọi người. Cơ chịu tác động phụ như kiểu đùi sau hoặc là bắp chân này. Nếu các bạn không thích cầm hai cục tạ cùng một lúc ấy, hoặc khó giữ thăng bằng thì các bạn hãy cầm một cục tạ hoặc là cầm một bánh tạ trước ngực như mình. Cố gắng khi tập các bạn cố gắng giữ ổn định phần thân trên của mọi người nhé. Không được đung đưa hay di chuyển trong quá trình chúng ta tập thân dưới. Phải chắc thân trên của bạn thì thân dưới của bạn tập mới tốt được. Đặc biệt những bài cần độ ổn định cũng như giữ thăng bằng khó như bài tập này. Khi hạ người xuống các bạn cố gắng giữ phần đùi chân trước của mọi người ấy, hạ ngang xuống mặt sàn. Đùi sau của bạn ấy, phần đầu gối ấy, cố gắng chạm gần xuống mặt sàn là được. Các bạn có thể giữ ở vị trí thấp nhất khoảng từ 1 đến 2 giây để tác động hiệu quả hơn vào phần cơ đùi trước cũng như phần cơ mông của mọi người. Tiếp lên chúng ta tập lying leg curl, cuộn đùi sau. Bình thường ở phòng tập ấy, các bạn có máy tập, các bạn chỉ nằm lên là các bạn tập thôi là xong. Như ở nhà chúng ta, mình nghĩ chẳng ai mua cái máy đấy về làm gì cả. Cho nên các bạn sẽ tập với cả tạ đơn, sẽ tập tương tự hơn và sẽ khó hơn một chút đấy. Các bạn cố gắng tập nhé. Khi tập bài này các bạn kẹp tạ vào giữa hai chân, nằm xuống sàn nhà và từ từ cuộn phần thân dưới, cuộn chân của bạn lên, qua đó tập phần đùi sau của mọi người. Cố gắng chọn mức tạ nhẹ thôi nhé, vì mình tập bài này cũng khá là quen rồi, nên mình thường tập với cả cục 27.5 kg. Mình nghĩ là khá tập là khá nặng đấy, tương tự như cả phòng tập luôn đấy. Nhưng mình nghĩ các bạn mới thì không nên tập với cả mức tạ như vậy, các bạn nên tập với cả mức tạ nhẹ thôi để cho cơ thể hay cơ bắp của mình quen với bài tập đi đã. Sau bắt đầu từ từ phát triển lên rồi em nâng mức tạ dần dần lên nhé. Nếu các bạn cảm thấy kẹp tạ đơn là nặng và hơi khó kẹp ấy, thì các bạn hãy kẹp với cả bánh tạ thôi, nhẹ nhàng và kẹp rất dễ dàng. Cố gắng kẹp chặt vào nhé, đừng để trong lúc tập mà rơi xuống là không hay đâu.
Ở bài này ngoài tác động chính vào phần cơ đùi sau, mọi người sẽ tác động rất nhiều vào phần cơ mông của mọi người. Cố gắng khi tập ấy, tập chậm rãi thôi nhé, tập cảm nhận phần cơ bắp của mọi người hoặc cơ mông của mọi người đang chịu tác động của tạ. Khi xuống các bạn có thể giữ thêm từ 1 đến 2 giây để tác động nhiều hơn vào phần cơ đùi sau của mọi người. Chú ý là dù lên hay dù xuống ấy, thì các bạn phải gồng chặt cơ đùi sau của mọi người nhé. Bài này là tác động chính vào phần cơ đùi sau cho nên các bạn phải gồng chặt đùi sau như phần mông của mọi người lên. Tiếp đến chúng ta đi tập mông. Ở bài này chúng ta sẽ làm lên sàn nhà để tạo lên phần bụng dưới. Hai chân của bạn tì lên mặt sàn nhà và nâng hạ người để qua đó tập phần thân dưới, tập mông của bạn. Khi tập các bạn cố gắng gồng chặt cơ mông của bạn lại, cảm giác như các bạn siết chặt cơ mông của mình lại nhé. Ở bài này mọi người sẽ thấy rất nhiều chị em cũng như các cô các bác tập rất nhiều bài này, nhưng mà mình nghĩ nam giới tập cũng không vấn đề gì đâu, các anh em tập không vấn đề gì đâu, miễn sao để đảm bảo phần thân dưới của mọi người ok là được, phần mông của mọi người đẹp là được, đúng không? Nếu bạn cảm thấy đặt tạ đơn là nặng ấy, thì các bạn phải đặt bánh tạ thôi, tập nhẹ nhàng thôi, tập tương tự. Nếu bạn có bánh tạ nặng ấy, đặt lên tập thì tốt, vừa giữ ổn định dễ mà có thể tập với cả mức tạ nặng được. Cố gắng tập nhiều số rep nhất có thể nhé, vì những bài như này mình nghĩ tập với cả số rep lớn sẽ rất hiệu quả hơn. Tiếp đến chúng ta đi tập bắp chuối, phần cơ bắp chân của mọi người. Đầu tiên mọi người đừng nghĩ là có bắp chân sớm hay là tập bắp chân sớm thì mọi người sẽ không cao được, đặc biệt là những bạn mới đang trong quá trình phát triển chiều cao. Quan điểm này là quá sai lầm mà từ ngày xưa rồi. Ngày trước ấy, khi mình hồi bé mình đi đá bóng rất nhiều cho nên mình có bắp chân sớm. Anh trai mình toàn bảo ấy, mày sau này chắc chắn sẽ không cao được, chẳng cao hơn tao được đâu. Nhưng bây giờ ấy, mình sẽ cao nhất nhà luôn. Mặc dù gen nhà mình không cao, có thể nói là thấp thôi nhá. Mình phải nhấn mạnh lại rằng ấy, việc các bạn phát triển chiều cao ấy, không liên quan đến việc các bạn tập tạ sớm hay các bạn có bắp chân sớm đâu nhá. Ở bài này thì mọi người cứ cầm tạ lên và các bạn đứng để nhún chân lên thôi. Qua đó tập phần bắp chân của mọi người. Ở phòng tập các bạn có thể co máy tì lên vai hoặc tì lên lưng để tập phần cơ bắp chuối của mọi người. Có thể thêm tạ để nhún nhiều hơn. Nhưng mình nghĩ hầu hết mọi người tập ở nhà này chẳng ai đi mua cái máy đấy về tập ở nhà không, chỉ vì tập cái bắp chân thôi được. Vì vậy các bạn cứ cầm tạ đơn hoặc nếu các bạn có tạ đòn thì cứ cầm lên và đứng lên và nhún thôi, tập phần bắp chân của mọi người. Cố gắng khi tập các bạn phải gồng chặt cơ bắp chân của mọi người lại nhé. Vì bài này tác động chính là vào cơ bắp chân cho nên các bạn phải gồng chặt cơ bắp chân của mọi người lại. Thì như vậy nó sẽ tác động hiệu quả hơn. Nếu các bạn có một cái bục nào đấy cao hơn cả sàn nhà thì các bạn phải đứng lên đấy. Qua đó tăng biên độ hoạt động của bắp chân của bạn lại. Và khi xuống các bạn có thể cảm giác là xuống sâu hơn, như vậy tác động hiệu quả hơn. Nhưng như mình tập ấy, mình cứ đứng tại chỗ mình nhún thôi. Ở bài này mình nghĩ các bạn nên tập với cả số rep lớn nhất có thể để tác động hiệu quả hơn vào phần cơ bắp chân của mọi người. Như các bạn có thể thấy set đầu tiên mình tập với cả số rep khá lớn, khoảng 30 rep gì đấy, khố hết sức khả năng của mình thôi. Sau đó các set tiếp theo mình có thể giảm với cả số rep xuống, mình có thể từ 15 đến 20 rep thôi. Set tiếp theo mình có thể giảm từ 10 đến 15 rep thôi. Và cố gắng là giảm thời gian nghỉ của bạn lại nhé, để qua đó tác động tấn công liên tục vào phần cơ bắp chân của mọi người. Nếu các bạn cảm thấy mệt hoặc cầm tạ khá là mỏi tay, mỏi vai ấy, thì các bạn hãy ngồi lên ghế, kê tạ lên đùi và tập tương tự thôi. Ở bài đầu các bạn cũng cố gắng là tập với cả mức tạ lớn nhất có thể, tập với cả số rep nhiều nhất có thể nhé. Sau đó giảm tạ dần từ 27kg đến xuống tầm 12kg, còn nhẹ hơn nữa có thể đặt bánh tạ thôi, đặt tầm 5 cân hoặc 10 cân nữa. Giảm hết mức, cứ giảm liên tục mà các bạn cố gắng là giảm thời gian nghỉ của bạn ấy, như là tấn công phần bắp chân của mọi người liên tục. Cảm giác như tập superset luôn ấy, liền luôn. Các bạn nên nhớ việc giảm tạ là chuyện bình thường trong quá trình chúng ta tập luyện nhé. Các bạn đừng nghĩ giảm tạ là yếu đi. Mình giảm tạ vì mình đã khá mệt rồi và cuối buổi tập rồi, và mình vẫn muốn duy trì cường độ tập luyện đó cho nên mình việc giảm tạ. Mình muốn tác động nhiều hơn và lâu hơn vào nhóm cơ mình mong muốn ấy. Cho nên việc giảm tạ là chuyện hết sức bình thường nhé. Còn hơn nữa là tiết kiệm rất nhiều vào thời gian. Các bạn thấy nếu tập như vậy các bạn hãy tiết kiệm được thời gian và giảm thời gian nghỉ của bạn lại xuống. Như vậy thời gian của buổi tập sẽ ngắn lại đi, không quá dài lê thê, tập trung hết sức vào trong buổi tập trong khoảng thời gian như vậy. Trong buổi tập thân dưới vừa rồi thì các bạn cảm thấy thế nào? Đã thấy lăn nê bò tòi hay là đau như kiểu mấy ông trong clip sau buổi tập chân mông đùi chưa? Wow. Nếu bạn đủ nghiêm túc và cố gắng chai hát hết mức có thể, chai hát trong từng set tập, chai hát trong từng rep tập thì mình tin rằng chân mông đùi của bạn chắc chắn sẽ có một cái gì ấy, dù là bạn tập luyện ở nhà thôi nhé.
Mọi ý kiến đóng góp hoặc muốn mình làm thêm về video hay chủ đề gì, các bạn hãy comment phía dưới để mình biết nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Nếu như thấy hay và bổ ích, phiền mọi người nhấn thêm nút like, đăng ký kênh để đón xem các video khác của mình nhé. Cảm ơn mọi người. Rất hẹn.